Vovo! Thank you.
rồi, vườn hoa của chị đẹp thế. Mê thế à? Vâng. Vườn hoa hai chị em mình trồng đây, đẹp chưa? Ui, hoa nở to nhờ. Các màu luôn. Đấy, nhìn đẹp chưa? Các màu luôn. Đấy, hoa đẹp chưa? Nở đúng tầm đẹp luôn nhỉ. Hoa kia là hoa pháo chị nhỉ? Ừ, đấy, các màu đấy. Ôi, vẩu, vẩu mừng quýnh đây nè. Nó không được về đây mừng quýnh đây nè. Nu đâu? Ừ, đây này. Chung, ôi. Bắt tay, bắt tay. Bắt tay đi rừng thế nào rồi? Ui, em bị lạc. Hôm em bị lạc, mất con nu của con vẩu. Sợ quá chị ạ. Sợ quá. Ừ. Đợt này về đây với chị thời gian xong rồi có khi hai chị em mình đi cùng cho nó vui vậy. Hai chị em yên tâm hơn đi mình chứ không lo. Mình sợ thật. Nó như thế. Có mấy người em không đem đi rừng về. Em bắt nó. Em đặt chú nó xong rồi thả nó đi là không đi. Và nó thích chạy không mình. Bây giờ nó quen rồi, nó không đi đâu. Đi này nó thành quen đấy. Đi, hai chị em mình ra ao triển khai. Hôm nay chị đãi con món này hay lắm. Ủa, thật á? Ừ. Đấy gì? Xem tất ba lô của bọn nó nhé. Xong rồi chị em mình ra đây triển khai đâu. Món này hay lắm. Cái gì mà bỏ cái lụi. Em thích ăn hấp. Chị ơi, cái này thiếu cái vung để đậy khách sạn chứ. Cái này chị đang
Wow, thơm rồi chị nhỉ? Cơm bị sạch. Nào, hai chị em mình làm nào nhấc được con cá này ra. Đến chỗ này. À đây rồi. Có cái vỉ tre mà. Nhấc cái vỉ tre này ra. Thơm lắm đi ạ. Thơm mùi xả nhờ. Ngon lắm. Vào đi em ơi. Chị thơm lắm chị ạ. Ừ, thơm ăn chuẩn luôn. Chuẩn ừ. Chắc thịt lắm rồi. Thịt ngọt thật. Chắc thịt lắm đi này. Thì ngọt lắm chị ạ. Nóng bổ ngon rồi. Đẩy bộ xong rồi. Bỏ từ nãy rau sống vào rồi là ăn kiểu này. Nước chấm cay đã nha. Thấy em từ cái này là hai chị em hướng vào quên mất. Bye-bye.